coi si kìa. Dựng cái tay cao lên con. Cái tay nè, nắm cao lên, nắm cái tay cao lên. Ừ, lần mới đi qua được. Vậy hả, nắm chặt dây nha. Khổ chưa? Khổ. Rồi tập trung đi. Nắm chặt tay này hãy buông tay kia. Kilo vô hiểm á. Rồi. Được nửa đường rồi. Nhắc lên. Nắm chặt tay là được. Nghỉ mệt tí đi. Từ từ đứng ghẹo đó. Nghỉ mệt tí cũng được con, không sao đâu, không có gấp. Đúng vậy đó, anh đứng vẫn đứng kỳ vậy.